Sáng nay, Hội Nông dân thành phố Thuận An tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ 12, nhiệm kỳ 2023-2028. Trong nhiệm kỳ qua, cùng với quá trình công nghiệp hóa, đô thị hóa nhanh của thành phố, nông nghiệp Thuận An tiếp tục phát triển theo hướng đô thị nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, có xu hướng phát triển chất lượng, giá trị sản phẩm nông nghiệp tiếp tục được quan tâm. Công tác hội và phong trào nông dân thành phố tiếp tục phát triển và được đổi mới cả về nội dung và phương thức hoạt động, phát huy vai trò nòng cốt, đoàn kết sáng tạo, cán bộ hội viên nông dân tham gia thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị, làm tốt chức năng đại diện chăm lo quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của hội viên nông dân. Tại đại hội, các đại biểu bầu ban chấp hành Hội Nông dân thành phố khóa 12 và bầu đại biểu dự đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Bình Dương. Dịp này, nhiều tập thể và cá nhân được khen thưởng vì có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong công tác hội và phong trào nông dân nhiệm kỳ 2018-2023.